khiến cho tài vận sa sút. Hơn nữa, những người sống trong nhà rất dễ sinh bệnh tật, sinh ra tai nạn mất máu dẫn đến phải phẫu thuật, cực kỳ nguy hiểm. Phong thủy nhà thì có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, công việc cũng như sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, hiện nay thì có không ít gia chủ khi xây dựng không chú ý nên ngôi nhà đã vô tình rơi vào các thế sát trong phong thủy. Thứ nhất là môn đối môn, hay còn gọi là môn xung sát. Phạm vào môn xung sát thì sẽ khiến cho các thành viên trong gia đình gặp nhiều chuyện thị phi, rất dễ vì những chuyện nhỏ nhặt mà phát sinh ra tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp, mâu thuẫn với cấp trên. Thứ hai là trường hợp đường lớn đâm thẳng vào nhà. Trường hợp này thường xảy ra đối với các căn nhà như ở ngã ba, ngã tư, nhà ở cuối ngõ. Đường đâm vào nhà thì sẽ khiến cho nhà phạm phải xuyên tâm sát này, khiến cho tài vận sa sút. Hơn nữa, những người sống trong nhà rất dễ sinh bệnh tật, sinh ra tai nạn mất máu dẫn đến phải phẫu thuật, cực kỳ nguy hiểm. Trường hợp tiếp theo là nhà gần bệnh viện này, chùa hay là nghĩa trang. Khu vực quanh bệnh viện thì thường có âm khí rất là mạnh. Nếu vị trí nhà ở gần bệnh viện thì các thành viên trong gia đình đang tiếp cận với những khí âm do người bệnh cũng như là người sắp chết tích tụ. Đối với những ngôi nhà là gần những nơi trang nghiêm như là chùa chiền này, nhà thờ đều không tốt. Nguyên nhân là vì đây là những nơi có nhiều tín đồ thường xuyên qua lại, hương khói nghi ngút, khí dương quá mạnh nhưng bốn phía xung quanh lại quá nhiều cô hồn, khiến cho vận mệnh các thành viên trong nhà đi xuống, khó có được quý nhân phù trợ. Còn trong trường hợp ngôi nhà nằm đối diện các nơi như là nghĩa trang này, nhà tang lễ thì đã phạm phải một loại sát khí, đó là âm tà sát, dễ thu các loại khí âm, khiến gia chủ có thể phát sinh bệnh này, gặp những chuyện bất trắc. Trên đây là những thông tin chia sẻ về thế sát trong phong thủy nhà ở dẫn đến hao tài tổn lộc. Nếu mà muốn hóa giải thì gia chủ hãy sử dụng gương bắt quái gỗ đào hổ phù hoặc là bạch ngọc thạch cảm đương để cải thiện không gian sống trong ngôi nhà của mình. Để thỉnh vật phẩm thì quý khách vui lòng để lại bình luận hoặc gọi ngay tới số hotline 1900 2292.